Hello, xin chào nhà. Đây em lên cho bác nhà nè. À, đồng hồ Casio. Đó, chính hãng luôn, size 43 luôn nha. Niềng xoay 2 chiều dạ quang học trò, có 2 ô lịch luôn. Đó, em quên ấn cái nút vô, hồi nãy em chỉnh lịch đó, quên ấn nút vô nè. Đó, chạy phà phà, bảo hành đầy đủ, chỉ 380. 380 bao ship nha, coi như một cái đồng hồ chỉ có 350 thôi. Đó, dáng thể thao năng động. Đó, dạ quang sáng có 2 ô lịch luôn, niềng xoay 2 chiều. Đó, giống như là để hẹn giờ cả nhà. Đó, chính hãng nha, rất là ok, con nào cũng đẹp hết. 380 một con thôi, bao ship nhỏ nha, giá rất là yêu thương luôn. Có 4 con lận, có 4 con lận nha cả nhà. Ba trăm tám bao ship nha, dạ quang học trò nha cả nhà. Rồi em mời cả nhà nha.